Hello, xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh, Hải Phòng Holic đây. Nếu chỉ có trong tay 50k thì liệu có ăn sập được chợ Minh Kha không? Cùng theo chân mình khám phá nhá. Hôm nay nhân một ngày trời siêu đẹp, thế là mình quyết định cầm 50k đi ăn sập chợ Minh Kha. Bước vào đây cái là sự chú ý của mình đã lỡ va phải hàng bánh xèo bởi cái sự trắng bánh siêu điêu luyện của anh chị ở đây. Một suất bánh ở đây thì sẽ có giá là 2-5 cành, với nhân là thịt băm, giá đỗ, cà rốt và khoai tây. Mình ăn bánh xèo kiểu này ở khá nhiều nơi rồi, nhưng mà vỏ bánh ở đây mình thấy ăn uy tín đấy. Vỏ bánh được tráng với tỷ lệ bột vừa đủ, không dày quá cũng không mỏng quá, lại còn giòn tan nữa, ổn áp phép. Mà đây mình còn học được cách ăn bánh xèo mới, ăn kiểu cuốn này cũng rất là ngon. Quán chén xong xuôi thì tiếp tục chuyển sang hàng chè nào. Ở đây siêu nổi tiếng với món chè bưởi tuổi thơ, với các gói chè nhỏ xinh đóng túi sẵn, khi ăn không cần phải dùng thìa mà chỉ việc cắn trực tiếp là ăn được luôn. Mới ăn cái này là mình nhớ hồi nhỏ ghê á, vì cuốn quá nên mình gọi hẳn một túi to pack về ăn dần. Nào tiếp chuyển sang hàng bánh khoai siêu rẻ tại chợ Minh Kha nào. Trời ơi, mọi người nhìn cái menu kìa, tin được không? Vâng, chỉ có 1.000 một cái bánh khoai ạ. Ảo thật đấy, 20 năm cuộc đời mình chưa ăn cái bánh khoai nào rẻ như cái bánh khoai này luôn ý. Vì không tin vào mắt mình nên phải hỏi lại cô chủ quán. Sau khi hỏi cô thì mới biết đây là giá của năm ngoái, còn năm nay thì giá nguyên liệu tăng nên mỗi thứ sẽ tăng lên 1.000. Nhưng không sao, 2.000 một cái bánh khoai thì vẫn là siêu rẻ đúng không các bác? Mà chất lượng thì cực kỳ uy tín luôn nhá, đúng chuẩn ba tiêu chí ngon bổ rẻ luôn. Mua 50.000 bánh khoai ăn thì chắc là no đến tối mất. Uầy, đang đi thì mình còn gặp cái hàng bán quẩy ngày xưa này, có cả tai heo nữa. Ngày xưa có bác nào của món đấy giống tôi không? Uầy, còn có cả củ ấu nữa nè. Ở đây ngoài đồ ăn ra thì còn có cả đủ các loại trên đời luôn, rau củ, hải sản các thứ. Rồi, tổng kết lại chuyến đi vừa rồi nào, mình ăn no đến nỗi năn về mà chỉ hết có 51.000. Trời ơi, nên thử một lần nhá mọi người.